Thuốc hay không cứu được mạng khi cái mạng sống đã hết rồi. Dù bác sĩ tài ba cách mấy ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh, ở bất cứ bệnh viện nổi tiếng nhất Phú Yên hay Sài Gòn, Hà Nội, mà cái mạng đã hết thì rượu dược nan y bất cứu tử bệnh là mạng số đã hết, thuốc hay không chữa được. Thì cho nên mấy ông bác thầy thuốc khiêng quan tài để cho mọi người biết rằng đừng nghĩ rằng có thuốc hay là mình sẽ sống mãi. Mình phải gieo nhân lành mới trường thọ, mà mạng sống hết thì phải đi chầu Diêm Vương thôi. Chứ đừng có ý vào cái thuốc nào hết trơn đó. Mà lầm lầm thì mình được về sanh thiên, mình trở lại làm người, mình tu tập. Còn làm ác thì có đi đâu? Chết rồi đi địa ngục thôi. Địa ngục thì khổ vô vàn. Cho nên cái điều đầu tiên ông vua Alexandre dạy cho mọi người là hãy để cho mấy ông thầy thuốc khi ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Bởi vì ta muốn dạy cho cuộc đời biết rằng diệu dược nan y bất cứu tử bệnh. Khi mạng sống đã hết rồi, thuốc hay cách mấy, bác sĩ giỏi cách mấy thì cũng phải là chẳng cứu được khi mạng đã hết. Rồi dọc đường đưa quan tài đến nơi an nghỉ thì rải vàng bạc châu báu. Là tại sao? Ông vua muốn nói với mọi người rằng ta là vua, một cuộc đời ta giàu sang nhất trên đỉnh trần gian. Vua là giàu nhất, tiền vàng của vua là kho chứ không phải là có mấy đồng bạc như mình. Vua giàu nhất, nhưng vua nói rằng khi ta chết, ta tiêu tốn cả một cuộc đời để làm vua và chạy theo sự giàu sang nhung lụa, lãng phí cả một cuộc đời. Rải trên đường đi là ta lãng phí cả một cuộc đời vì tiền, vì vàng, vì bạc. Rồi cũng kết thúc cuộc đời mà cũng không học được cái gì. Tại mắc đi lo kiếm tiền, mắc lo làm ra tiền thì không có thời gian nghe pháp, nghe kinh, học hỏi những điều hay lẽ phải trong cuộc đời. Chạy theo cơm, áo, gạo, tiền. Như ông vua, cả cuộc đời ông sống đến giàu sang nhung lụa mà không chịu học hỏi, không chịu mở mang trí tuệ thì cũng là cuối cùng cũng trở về không. Cho nên ông rải